những vỏ quả trứng xinh đẹp như thế này, chúng ta sẽ cần những nguyên vật liệu như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần những vỏ trứng gà hoặc trứng vịt, màu nước, những cây bút lông màu, cọ để sơn màu nước, dụng cụ để lấy lòng đỏ và lòng trắng trứng gà gồm có muỗng và ống bơm. Còn nếu chúng ta muốn trồng cây trong vỏ quả trứng như thế này thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm đất và hạt giống nhé. Bây giờ cô và các bạn cùng nhau thực hiện nha. Đầu tiên là cô sử dụng một quả trứng gà, sau đó dùng muỗng để tạo một lỗ nhỏ trên đầu quả trứng gà để lấy lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ra. Sau đó cô sẽ sử dụng ống bơm để rút lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ra khỏi vỏ quả trứng. Bây giờ mình sẽ đem vỏ quả trứng đi rửa sạch nha các bạn. Vỏ quả trứng đã được rửa sạch rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau trang trí nha. Đầu tiên là cô sẽ quét màu nền cho vỏ quả trứng. Mình sẽ sử dụng cọ. Bạn có thể sáng tạo hơn bằng cách trang trí cho những vỏ trứng của mình bằng những hình hoa văn, những con vật hoặc là những bạn trai, bạn gái, và mình sử dụng những vỏ quả trứng này để trồng cây. Cô Khanh vừa hướng dẫn các bạn trang trí vỏ quả trứng. Bây giờ các bạn sẽ ở nhà thực hiện và cùng nhau khoe sản phẩm với các cô trong lớp của mình nha. Cô Khanh chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn.